anh em thấy cái hình ảnh mà con mồi bị ngoác hết lưỡi, ngoác hết rính của mình không? Mặc dù mình đã dùng cái lưỡi đồ rồi, nhưng mà con cá chèm này là chèm từ biển vào chứ không phải là những con cá bình thường người ta nuôi, thì sức mạnh của nó rất là kinh khủng. Có cả chèm từ biển vào mà là cá nước mặn các bác nhá. Và những cái dòng lưỡi này mặc dù là lưỡi đồ rồi mà nó còn kéo ngoác, đúng là tồi con mồi của mình. Hôm trước thì mình lắp cái lưỡi này vào này, mình nghĩ trong đầu á, cái lưỡi này là đã quá kinh khủng rồi, nhưng mà nó bẻ ngoác. Còn đấy là cái lưỡi gốc của con mồi này, những con mồi này, con mồi Sasuke này là có cái lưỡi này là lưỡi gốc, thì cái loại này là không ăn thua đâu các bác nha. Con mồi này là cũng 400-500 nghìn này mà lưỡi cậu không ăn thua. Bây giờ mình sẽ quyết định lắp một cái loại lưỡi khủng nhất vào đây, mình biết được cả đấy ăn con mồi này mạnh mà. Đây, lắp cái quả lưỡi này thì đừng có nói mà thoát được. Cái lưỡi này form nó là gập ở đấy cho nên là cái việc mà ngửa lưỡi cực kỳ khó luôn. Các bác nhìn cho kỳ nhá, cái form này thì không thể ngửa được. Em sẽ lắp vào đấy để chiến mấy con chèm khủng. Đừng có nói là 10 cân chứ 20-30 cân solo khóa máy cũng không thể ngoác được. Cái rính này mình cũng sẽ thay cái rính cứng nhất có thể. Ok, bây giờ mình lắp luôn. Anh em đi thì nên có cái kem này. Kem này gọi là kem để thay lưỡi, thay rính, rất là tiện luôn. Đấy, nó có cái móc này, chỉ việc móc vào. Được chưa? Có cái kem này thì thay tiện. Còn nếu mà không có cái kem này là khó cực kỳ nhá. Tay không là cực kỳ khó thay cái loại này đó. Toàn đồ cứng mà. Này, các bác chỉ việc kẹp vào đây. Đó, là cái lưỡi cấu, cái rính này nó hở ra này, dắt lưỡi cấu vào. Đơn giản chưa? Với cái lưỡi cấu này thì mình tin chắc là không có con cá nào mà phá nổi đâu. Trừ những loại 5-70 cân thôi. Còn mấy cái loại mà 20-30 cân thì thoải mái solo các bác nha. Lưỡi này thì sắp tới mình cũng để đến cửa hàng cho anh em sắm luôn. Cái này mình thấy cực kỳ ok. Chơi trải nghiệm rồi mới giới thiệu cho anh em. Vì là biết con chèm nó có hai cái dao hai bên máng này cực kỳ sắc, nên là để mà an toàn nhất thì 12 mình cũng bỏ, mình đánh qua đến lính 16 luôn. Lính 16 để mà lúc cần solo là khóa máy solo luôn các bác. Loại này thì không cắt được đâu, yên tâm. Những cái loại cước ni lông thông thường thì nó rất là dễ cắt, còn mấy cái loại mà carbon cao không nhất thiết là cứ phải cuộn này đâu các bác nhá. Cuộn nào có tỷ lệ carbon cao là đều khó cắt, và con chèm không cắt được đâu. Đến số 16 thì không cắt được, lóc bóng cắn cũng không đứt mà. Trong thùng đồ của mình luôn có hai chiếc đùa này, đấy là tâm linh khi đi câu cá đó nhá. Các bác để ý khúc này nhá, khi mà đến điểm cấu á thì người cấu phải cầm hai chiếc đùa xuống, sau đó cột lít đơ thì nội dung hai chiếc đùa này để siết lít đơ cho dễ các bác. Đây, cột lít đơ tâm linh á. Đây, tập này thôi. Ok. Thà bây giờ mình bị nổ con hơn tí nữa. Đánh cá bị nổ. Thoải mái đi. Cắt ngắn lại là xong. Ủa, nó báo này là gì anh? Chúng ta đi quay gì? Ok, cái là quay lại, quay bình thường thôi. Tắt 8%. Tắt tự nhiên á, chứ phải cái nồi đó. Rồi, sao? Mưa đi! Mưa giờ khá lớn rồi, giờ mấy em vẫn chơi nữa. Quá.
nào lên mình không quay lại khúc này đâu, nhưng mà các bác nhìn này, tay nhắn hết rồi này, chấn này, dâm mưa tư sáng như chấn tặng ợt ra rồi này, cả hai lòng bàn chân luôn, thẳng trắng đây nhắn nhéo hết rồi, nguyên một ngày dâm mưa mà, ui xót quá, vừa thấy cái này là không cho đi câu nữa đâu. Tại tèo hết rồi nè, ban chấn nè. Bớm nha mọi người, không được con cá đâu cá. Thì anh em sẽ tiếp tục ngày khác cho mua. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, tiếp, mai tiếp. Tiếp nha. Mình sẽ vào cuộn giấy mới. Con máy mới tinh luôn, vừa khui. Vào xong đi câu luôn các bác. Ok, vừa đây mình sẽ đánh thử vào con nhảy nhảy xem nó có ăn không. Nhảy nhảy này có bí á, có máy mười luôn, vừa khui á. Vài thật. Trùng đi. Vừa thấy hắn manh hay. Ai thật. Có táp con môi mà táp cũng không trùng nữa. Đó đó, đang con, đang con. Trời. Táp trùng đi. Đừng dò nữa. Theo này, theo này. Theo, 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 theo này. Có con trước mặt đây. Đây, ăn đó.
mình vừa nói chưa dứt câu to chứ vậy. Trời ơi, mình vừa nói vừa thấy hẳn sao. Mình đang đuổi cả con tiếp rồi. Khủng chưa? Lui 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 đi, con này khủng lắm. Ui ui ui. Không đánh được, biết có sự biết tính ơi. Ui. 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 Dính rồi. Ừ. Dính rồi. Thần luôn. Tố, tố, tố. Con này khỏe á. Kẹp xuống khủng không anh? Hứng? Kẹp á. Đánh con muốn nhảy nhảy đi. Úi trời, không thoát được đâu. Ê, để đẹp rồi. Con chèm tương đối to các bác nhá. Cú táp cực kỳ đẹp luôn. Đánh nồi hẳn cũng đắt thôi. Ừ. Rồi. Con này cũng khá là to nhưng mà không phải là con cá mình tìm. Mấy cái sái này thì thực sự là mình bắt cũng không để làm gì cả. Chẳng lẽ đi ăn thịt đúng không? Thả các bác nhé. See you again. Phát đây thôi. Mình vừa mới về sau một ngày tích cực quay tay rả rơi. Cùng hôm nay khá hơn mấy hôm trước là có khá là nhiều phát táp và cũng có con dính. Nhưng mà cái vấn đề là không thấy con khủng ở đâu các bác ạ. Hiện tại mấy ngày nay ở đây nghiên cứu đủ hết mọi thể loại, vẫn không biết là ở chỗ nào có con khủng. Các cái đâm ở đây người ta cứ mấy năm là người ta thuốc cả hoặc là đánh cả kiểu gì đó, nói chung là chết hết. Thì thành ra là con chèm khủng cực kỳ khó mà tồn tại. Bây giờ mình phải kiếm những cái đâm, những cái vuông nào mà nó thật ra rồng lớn để người ta không bắt được, thì may ra con sót đối cái loại khủng khủng đó thôi. Còn thực sự mà để đánh những cái vuông mà khoảng vài ba hectare, 5-7 hectare thì nó mơ hồ lắm. Cảm giác không thể chạm được những cái con khủng đó. Tại vì người ta cứ thuốc á, mà mỗi lần thuốc phát là chết sạch tính rồi các bác. Bây giờ suy nghĩ phương án đánh, có khi là phải tâm linh một tí các bác ạ. Vào đấy đánh đen hết cả táp, kể cả cái nhỏ táp toàn hụt. Đua xe về quá. Nhìn đây. Ồ. Theo đó. Thấy chưa? Khinh thường đua xe hả?
Cho tôi đem trời đi. Rồi ok. Rồi khoan. Rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển có một cái đâm khác ở đây là cử đánh cho từng đâm cách nhau 7 cái cổ. Chú đừng đây, chú đừng đây. Chú dẹp tóc lên. Dẹp tóc lên. Để đầu lâu quá xả tóc luôn à. Rồi okay. Cười nha. Cười, cười con. Nè, giơ tay ơi. Con thì xấy nuôi cá thì không phải biểu bốc đâu cho làm vớ. Do nặng quá thì qua bơm rồi bốc đầu thanh niên bốc đầu ok, to the head top, bam top. Chàng thì phơi nắng đến tận trưa, xong rồi chiều tối nay thì phơi mưa.